Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin còn độc tài đảng trị thì còn tham nhũng ngày 22 tháng 7 blog gió bất trên AFA có bài cơ chế cảm ơn chính phạm vụ án chuyển bày giải cứu theo đó trong phiên tòa xử án vụ chuyến bay giải cứu nhiều tình tiết vui như tấu hài các bị cáo cựu quan chức dạy dỗ đạo đức cho nhau lấy là kiều làm thơ thậm chí còn chê cơ quan tố tụng phạm luật, lọt tội, cáo buộc oan sai. Hình ảnh bài trên blog AFA. Điều thú vị nhất là theo tác giả, hầu hết các bị cáo nhận hối lộ từ 5-7 tỷ đồng đến 42 tỷ đồng đều cho rằng đó chỉ là quà cảm ơn. Những bị cáo bị buộc tội đưa hối lộ đã đưa ra bằng chứng họ bị sách nhiễu, rúng ép. Nếu không cảm ơn thì không được việc. Một cán bộ công an còn gợi ý thẳng thừng phải thực hiện cơ chế cảm ơn. Tác giả liệt kê một số bị cáo là quan chức nhận hối lộ trong vụ này, nhưng cho rằng không lấy tiền của ngân sách nhà nước nên vô tội, như Trần Văn Tân, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, vô tư nhận 5 tỷ đồng tiền cảm ơn của Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn, lãnh đạo công ty Bầu Trời Xanh. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng thừa nhận đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng, cho rằng mình làm đúng nhiệm vụ được giao, nghĩ doanh nghiệp đến cảm ơn sau khi xong việc nên nhận tiền. Phạm Trung Kiên, thư ký thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã nhận hối lộ hơn 180 lần với tổng số tiền là 42,6 tỷ đồng. Bị cáo Kiên khai phần lớn các lần nhận tiền đều là sau khi doanh nghiệp được bị cáo hỗ trợ nên họ chủ động gọi để xin số tài khoản cảm ơn. Tác giả nhận xét nguồn gốc sâu xa của chế độ cộng sản là áp đặt người dân trong cơ chế xin cho và sự kiêu ngạo ban ơn của đảng và nhà nước. Những công vụ trách nhiệm của viên chức bộ máy nhà nước đều được sùng kính long trọng bằng sự ban ơn. Ngay trách nhiệm bảo hộ đưa công dân ở nước ngoài hồi hương trong mùa dịch là trách nhiệm của mọi quốc gia cũng được xem là sự ban ơn. Tác giả dẫn báo công an nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an cao giọng ban ơn và răng đe những ý kiến phản biện vụ chuyến bay giải cứu. Tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện các chuyến bay giải cứu theo hình thức công dân thuộc diện ưu tiên được về trên các chuyến bay do cơ quan nhà nước phối hợp tổ chức thực hiện và cách ly. Việc tổ chức các chuyến bay cứu hộ này là thực hiện chủ trương nhân đạo, thể hiện sự quan tâm hàng đầu của Đảng và chính phủ Việt Nam trong công tác bảo hộ công dân, mục đích cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe cũng như tài sản cho người dân hình ảnh phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu tác giả bình luận trong dịch bệnh trách nhiệm của nhà nước là phải hồi hương cho mọi công dân có yêu cầu chứ sao lại gọi là cho phép lại còn phân loại công dân thuộc diện ưu tiên chính việc đảng chính phủ tự biến trách nhiệm phải làm thành quyền cho phép lại đặt ra các tầng nất công dân thuộc diện ưu tiên đã kích hoạt cho cơ chế xin cho và cơ chế cảm ơn vận hành tác quái Tác giả dẫn lại lời khai của nhiều bị cáo là giám đốc doanh nghiệp đã khẳng định bị phạm Trung Kiên quát tháo, ra giá thậm chí còn đe dọa đã có chữ ký rồi nếu không có tiền sẽ không có còn dấu. Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự Bộ Ngoại giao nhận hối lộ 32 lần tổng 25 tỷ đồng cùng các bị cáo thuộc cục lãnh sự gây khó khăn, nhũng nhiễu, không minh bạch buộc doanh nghiệp chi tiền để được giải quyết thủ tục. Với doanh nghiệp chưa thỏa thuận đưa hối lộ, làng tự ý ra văn bản yêu cầu dừng triển khai chuyến bay khi doanh nghiệp đã bán hết vé và thuê máy bay, sát ngày bay mới thông báo thay đổi kế hoạch bay để doanh nghiệp phải gặp chi tiền. Tác giả dẫn trường hợp của bị cáo Trần Thị Mai Sa, 35 tuổi, giám đốc công ty Masterlife là một trong 23 lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố về tội đưa hối lộ. Giải thích việc Masterlife bị xác định là doanh nghiệp chi tiền nhiều thứ xấu trong vụ án giám đốc mai sa cho rằng do thông lệ buộc phải theo lần đầu đã bị ép đưa rồi lần sau cứ phải thế mà phải đưa tác giả cho rằng điều tệ hại hơn nữa là ngay trước tòa khi bào chữa hay nói lời sau cùng tô anh dũng phạm trung kiên nguyễn thị hương lan và tất cả các bị cáo là quan chức không có chút thành tâm hối hận trước hành vi tàn ác của họ với đồng bào của mình họ trần tráo, dối trá, chối tội, liệt kê công vụ như một loại thành tích xin ân giảm tội với đủ thứ điều kiện khó khăn, nghe rất nực cười. Ngạo nghễ hơn nữa, Trần Văn Dự, cựu phó cục trưởng cục xuất nhập cảnh cho rằng không yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền, việc nhận hối lộ là thụ động nên coi như tôi số đen. Dụ kể rằng khi bị bắt, đã gọi về dặn vợ chuẩn bị 3 tỷ đồng và coi như anh nghỉ dưỡng một thời gian rồi về nhưng theo tác giả suy cho cùng cả những bị cáo quan chức này cũng chưa phải là chính phạm của đại án tham nhũng hối lộ trong chuyến bay giải cứu nói cách khác họ chỉ là hệ quả phát sinh tất yếu của cơ chế xin cho cơ chế cảm ơn mà đảng cộng sản đã tạo ra và nuôi dưỡng còn độc tài đảng trị còn trò hề công cuộc đốt lò thì tham nhũng hối lộ còn sinh sôi không thua rùi nhặn Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Còn độc tài đảng trị thì còn tham nhũng Ổ tham nhũng trong vụ án chuyến bay giải cứu Báo AFA ngày 21 tháng 7 tiếp tục có bài viết về phiên tòa xét xử chuyến bay giải cứu Một phiên tòa đã gây ra rất nhiều bất bình trong xã hội Việt Nam những ngày qua theo đó, AFA phỏng vấn các chuyên gia nhận định rằng vụ án này phơi bày những ổ tội phạm trầm trọng trong ngành công an Việt Nam và làm dấy lên lo ngại về sự tham nhũng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên AFA. Các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu đều là những người có chức vụ cao trong ngành công an Việt Nam, trong đó có cựu phó giám đốc công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn, cựu trưởng phòng an ninh điều tra Bộ Công an Hoàng Văn Hưng và cựu phó tổng giám đốc công ty Bầu trời xanh Lê Hồng Sơn. Afa cho biết các chuyên gia mà họ phỏng vấn đã dành nhiều thời gian để bình luận về những lời khai mâu thuẫn và trái ngược nhau giữa những bị cáo nguyễn anh tuấn và hoàng văn hưng trước đó trong phiên tòa bị cáo nguyễn anh tuấn tiếp tục khẳng định rằng đã đưa tiền cho bị cáo hoàng văn hưng để chạy án nhưng ông hưng vẫn không thừa nhận ông võ văn tạo cựu hội thẩm nhân dân người từng có kinh nghiệm làm việc hàng chục năm ở tòa án cấp địa phương bình luận rằng việc mâu thuẫn trong các lời khai lẫn nhau là điều thực tế không phải là hy hữu cũng không có gì là vô lý cả ông tạo nói rằng hầu hết các chứng cứ đều chứng minh bị cáo hưng có tội bị cáo này liên tục bác bỏ nên có thể sẽ không được tình tiết giảm nhẹ còn bị cáo tuấn thì có thái độ mềm mỏng chân thành khôn ngoan hơn nên có thể sẽ nhận được sự khoan hồng từ tòa theo truyền thông nhà nước, Viện Kiểm sát ngày 21 tháng 7 đã đề nghị giảm một năm tù đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Luật sư Lê Quốc Quân đến từ Hoa Kỳ nói với IFA rằng mâu thuẫn ở trong lời khai là một điều thường xuyên xảy ra và nó xảy ra rất nhiều. Nhưng ở Việt Nam, thay vì mâu thuẫn đó được đi tìm một cách xác thực bằng các phương tiện công cụ, các lý luận, tư duy, thì ở Việt Nam là chỉ đạo. Ở Việt Nam, quan điểm của người ta là chỉ đạo chỉ đạo đánh án như thế này là người ta đánh án như thế này, chỉ đạo làm cho nó phình to ra là nó phình to ra và chỉ đạo làm cho nó nhỏ lại là nó nhỏ lại. Chỉ đạo phải diệt người này thì lấy hết lời khai của người nọ để diệt người này. Nó không phải là một cuộc chạy đua để tìm kiếm công lý và tranh luận giữa hai bên, dựa vào chứng cứ hay dựa vào lời khai. Những mâu thuẫn như vậy ai cũng biết rõ ràng sơ sơ tất tật nhưng mọi người vẫn làm theo chỉ đạo hình ảnh minh họa chuyến bay giải cứu bình luận về vấn đề chạy án như trong vụ án này luật sư lê quốc quân nói nội bộ của ngành tư pháp việt nam là một ổ tham nhũng từ cơ quan công an cơ quan viện kiểm sát cơ quan tòa án là những ổ tham nhũng tất cả tội phạm như ma túy hay trộm cắp vặt đến tất cả mọi tội phạm đều phải chi tiền và khi người ta chi tiền người ta nói thẳng là bao nhiêu tiền thì được giảm bao nhiêu án một năm tính ra là mấy triệu bạc đó mà giảm đi và điều này là công an biết tòa án biết viện kiểm sát biết một khi có tội phạm xảy ra là bố mẹ gia đình đó phải đi lo mà đi lo thì phải lo cho cả ba cơ quan lo từ cơ quan điều tra để sao cho nó bóp lại một chút rồi lo đến cơ quan viện kiểm sát để viện kiểm sát truy tố ít đi rồi tri tố tội như thế thì tòa lại co vào nữa. Luật sư Quân nói thêm rằng cho nên bản thân đó chính là một ổ tham nhũng mà rất khó để có thể khui ra được. Người ta có thể cắt ngay khi tại tòa lời khai đã khai ra rồi, khi cần thì người ta có thể cắt ngay. Điều đó ai cũng biết, nhưng vấn đề là người ta chưa bao giờ công khai điều đó cho nhân dân biết. Vụ án chuyển bày giải cứu đang là một thử thách lớn đối với hệ thống pháp luật Việt Nam nếu công lý không được thực thi, thì vụ án này sẽ dấy lên sự bất bình đẳng trong xã hội và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin ổ tham nhũng trong vụ án chuyển bay giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đề